Đi ăn vàng. Ok, hello, chào ông vàng. Hello, chào các bạn. Ôi, chào bạn, đi ăn vàng. Chào ông, ôi, đây. Người lại quen à. Chào mừng các bạn quay trở lại channel Đông Bono Vlog của Sống Tại Châu Phi. Và hôm nay là ngày mùng 1 Tết Dương Lịch các bạn. Hôm nay anh em mình quay trở lại với nông trại. Các bác tổ trưởng rồi nhóm hôm nay chắc ở nhà ăn ăn Tết rồi, chưa mọi người nghỉ ở nhà các bạn. Ở đây được cái yên tâm. Không có trộm nên là mọi người ở nhà ăn Tết vui vẻ. Hôm nay anh em mình đón đoàn các bạn. Đoàn là khách từ thủ đô xuống thăm team cũng như thăm nông trại các bạn. Đây, đoàn khách này. Hôm nay là xa anh ơi. Đấy các bạn. Đấy. Ok, chào các bạn. Đây. Được cái bây giờ. Hôm nay là có chú Quý cùng như anh Kim cùng tất cả mọi người đến. Thế nào em? Có sao? Chú, đây. Nhân vật quan trọng đây các bạn. Đấy. Có cả ngỗng á. Dạ. Có hết đấy. Dạ. Vâng. Đây là một đôi ngỗng về thịt nhỉ. Anh thế nào sao ơi? Ok đấy. Đấy, nông trại đấy. Hôm nay Tết Dương Lịch, mọi người nghỉ. Nghỉ cả. Và chưa ai đến. Chưa ai đến. Vâng. Ngan ngỗng vịt gà chú. Con gà đây. To ơi. Dạ. Con gà to chứ nữa. Ôi. Ôi giời, khách đến đi nè. Hả? Dàn vào dàn bí đây, bên này phía bên này chú ơi. Đi thăm vào rồi. Đến đây là phải thăm bầu bí trước. Ngan ngỗng vịt gà. Ui, tôi được. Bắt mấy con đấy chứ. Hả? Đầu năm ăn vịt này, thì ăn đen đỏ mỏ, đen. Đen à? Đầu năm ăn gà. Anh Trinh công nhận không? Không. Đấy. Đen cũng đen. Đen. Đen là chỉ có lần nặng với đen thôi. Chỉ còn nặng quá mới chỉ đen thôi. Đây. Ngon đây này. Bầu. Cắt vào ơi. Đây. Bầu bí đây chứ. Sọt có xe rồi. Đi đến đâu là sọt đến đấy. Đây. Bầu bí đây chứ. Mấy hôm mà bận quá chưa hái đưa lên thành phố được. Đây. Ui trời ơi. Đây. Ui trời ơi. Đây. Trời. Bảo tàng à? Đây gọi là bảo tàng nhá. Đây bảo tàng bầu. Coi bốc bì đấu rồi. Đây. Ui trời. Bảo tàng bầu. Bảo tàng bầu. Bao lùi giỏi. Đẹp ê. Dạ. Cảnh đẹp đấy. Sao. Nhá. Không phải quà rẻ đâu đấy. Dạ. Quan lắm không? Này, ui, cái này là 2 này, ngắn 3 này. Ngắn 5 1 mét luôn. 1 mét luôn. 1 mét luôn. Quảng quá bên kia nhiều quà dài. Đấy. Đây là gì? Đấy là các loại cây giống. Vâng. Đây là cây giống ưa mình ạ. Cho là 5 hơn mét. Dạ. 1 mét anh này. Thứ hai luôn. Thứ hai. Hôm nay là đưa các chú, các anh, các chị từ thủ đô xuống các bạn thăm team cũng như vào thăm các nông trại. Các anh em mình đang hỗ trợ như giúp đỡ. Đấy. Bên kia mới quả dài, đây là quả ngắn chú ạ. Vâng. Vâng. Từ hái luôn, lấy sọt từ hái luôn. Tí nữa để đi thăm một vòng nữa, tí hái. Hái đến đâu đến đấy luôn. Đây. Đi quay lại hái. Gắn cái mic cho cô xem được cảm nghĩ thế nào. Đây. Đấy sang ra bên này dài nữa chú ạ. Cháu thì ngắn người thôi nhưng mà ui đấy. Đây, chào chị Lệ kìa. Cầm bắt tay nữa kìa. Đấy ngắn ngắn cái bầu dài hay. Vâng. Đây này cầm tay như này đi. Đây, dắt đi. Khâm phục các em. Cái này nó không sợ thịt đi ra không? Không. Cứ đi theo thôi. Chờ. Đây, đây là ngan giống chú ạ. Đấy. Đây bí đào này. Đầy đủ hết chú. Gà vịt rất là nhiều. Vâng. Đây, chú thêm. Quả bí đào này. Nhưng mà quả giống. Nếu mà không biết là hẳn biết không, nó chưa phấn, nó chưa ra phấn chú. Chưa. Vịt. Nhưng mà ngan quá nhiều. Vâng. Quả này chú xem bao nhiêu phân? Nó phải ra chứ. Nó phân trắng. À đúng rồi. Vâng. Dạ. Dạ. Cho mình phải có cái chim nó lớn lên chứ. Đây dây chỉ bò đến đây là đã ra quả rồi. Ui bầu bên này thì mới dài anh ạ. Ôi dàn bầu bên này. Bên đây là dàn ngắn. Đây này. Ôi bầu bên này. Đây này. Xài quá. Đây. Quá tuyệt vời. Đây này. Ôi ui. Đây là bầu này. Trời. Ê chú xem quả này có hơn mét không? Hơn mét. Quả giống này. Đây. Quá tuyệt vời. Chú đo thử nào. Găng tay chú. Găng tay. Dạ 22. Dạ 22 em. 2 3 này 4 này 5 này. Đó. Quả là mét 2. Mét 1. Hơn mét 1. Đang 22 mà. Vâng. Cháu đợt này cứ để giống nhiều. Sao cháu phát cho người dân hết. Bằng người tiền đấy chứ nữa. Xài quá. Mét 7 đấy. Mét 7 chứ. Mét 7 chứ mà cắt mét 30 phân chứ. Mét 7 chứ đi 10 phân. Cắt 30 phân.
Quả này nó phải 6-7 cân này. Quả này dài hơn thằng đôi con. Vâng. Dài quá. Quả bao nhiêu? Đấy. Vâng. Hai về ăn xuân. Quả bầu này gần bằng mình. Dạ vâng. Để giống gì? Vâng, để giống. Ờ, cái gì để giống được. Vâng. Tuyệt vời. Đấy. Chứ gần bầu đi quay quay thực đẹp ấy. Dạ, đây thì nay chú thực tế đây đúng không? Ờ, thực tế. Đây. Nhiều phê. Đây. Lưới đi. Đấy. Tỉ đi mà ở luôn đa thì khỏi tiền. Vâng. Vâng. Cắt trở được với tiền chuẩn bị về xuống mà. Mai vâng. Ai đi rồi mai trở đi luôn. Ờ. Rất nhiều để đây mình chi để đây nhiều quả vâng. Hôm nọ anh ngợi dự mấy mấy người xuống mua được mấy xe đấy đúng rồi. Trăm mấy thì tiền bầu rồi đấy vâng. Vì đi theo thực ra để lệ bố ơi, vì nó đi theo này xài quá bên đây là nắng ngải chú ký nắng ngải để đau đầu cảm cúm đứng là đo bằng là bằng mình đấy đây. Hơn. Vâng, đấy. 3 to luôn 5 6. Ê, thắng đi mà ăn dưới sau đi, thắng dưới. Cột lại này. Không phải cột, anh có cột đâu. Hả? Dây được cái dây nó to. Nhưng mà đứt chứ. Này. Cột nâng lên. Vành này chú quý ơi, vành này, như cái gỗ này. Nhưng mà phải hái chứ. Hái thì quả nào mình phải chưa. Tí hái nha. Đây. Mắt này, mắt quả này. Quả nào hái quả nào vừa ăn được thôi. À chứ quả này vẫn non này, vẫn ăn được chút này. Ăn được này, không cứng. Này. Cắt quả đặt sân bay. Đây. Đây. Bảo con dao này. Đây. Đây. Đây nắng mà. Ui giời. Nắng chưa? Đây, hai quả này hái được này bán này. Đi hái mấy quả về luôn. Ui giời. Chuyên nghiệp mà. Một yến đó hay. Mặt người anh thôi chứ con đi nữa. Cháu à, cháu bao 1m7. Đúng rồi. Đi quả đó, bạn lấy quả. Tí hái để đi thăm một vòng nữa. Đi thăm mọi người, đi thăm một vòng nữa. Đây cái dưới thẳng giấy đâu. Ờ. Dài quá. Các cái hết lên trên mà. Rồi đi lại đi thăm thăm thú khắp nơi đi, không đi là hùng xong rồi. Đấy. Xài lắm. Đây. Vịt. Đây là có cả ngỗng này. Ngỗng Việt Nam mình đây ạ. Ngỗng này. Ôi. Đấy. Cả ngỗng đây. Bây giờ mình nhìn thấy ngỗng. Ngỗng thiên nga. Ngỗng thiên nga. Chiều khoan nhưng mà hơi nửa đẻ. Ngỗng chưa đẻ. Ngỗng nhiều. Ừ. Đúng rồi. Dạ. Bác đây em xem này. Ôi, cũng chắc phải cao hơn em. Được bác. Thôi đấy. Quả bầu dài mình này cao quá. Quá tuyệt vời. Dài thật đấy. Cả cuống là bằng mình. Ui. Gì anh? Sửa nhà đi bắt trộm gà chứ. Chưa đi bắt trộm. Bắt trộm này sao không cho nó kêu ấy. Anh mình thấy làm sao mà không cho nó kêu ấy. À Hoàng ơi, cầm nhanh cái soạn ở sau xe đi, để tí hay cà. À, cầm hộ anh ấy. Đây, để đưa cái. Bảo lấy mấy cái soạn. Để tí hay không? Thích thật đấy. Anh xuống thăm ôn lại giếng khơi Việt Nam mình ngày xưa. Đây. Đây có đá ong này. Có giếng khơi. Có nước trong này. Như nước khoáng. Như nước suối. Quên. Uống được luôn. Và đây toàn khoai không? Khoai giống. Đúng này tắm. Đây. Đây giếng này. Ôi mọi người. Đây. Đây giếng khơi đấy. Mọi người về cất hết xô đi rồi. Đấy. Có giếng à? Vâng, đá ong đây. Đây nước đá ong đấy. Trên này có đá ong. Trong luôn. Dạ. Trong luôn chú. Đây. Vâng. Cái chừng láng ấy. Vâng. Giếng khơi đấy. Đá đi, đá này. Có đá ong trên này, có đá ong. Đây, đá ong. Chứ mà kỹ đi dưới nhảy dùng có súng. Ui, sâu lắm chú. Bao nhiêu mét? 89, 13 mét. Không, cứ có tầm 17 mét. Ba mấy mét thôi, hai mấy mét thôi. Ba mấy? Hai mét thôi. Mấy? Không, 10 mét, không đến đâu. Mình chỉ một sâu nữa. Ba mấy mét á. Không được trong này. Vâng. Ở đây có đá ong. Bảo ở trên xe, xe anh nhìn thấy trên này dao nào đá ong. Kiếm con dao nào. Không con dao này. Trong xe có ai con dao này. Để tí hái củ đậu xuống bờ ao ngồi. Thưởng thức. Thưởng thức. Đúng rồi, đúng rồi. Đi thôi, đi thôi. Điếm ơi. Để đi đoàn, đưa đoàn đi. Đi lên nó trên này. Nó trên này cảnh nó đẹp. Đấy, chú không chịu. Đẹp thế. Mỗi trang trại có gọi là có cái cảnh ấy, cảnh nó khác. Gầu xong rồi chú. Để ra tắt nước. Tắt nước gầu xong. À, thế à. Linh là gì biết tắt đâu. Linh nó biết tắt chú.
Ừ, chưa. Mình vẫn cũng vẫn nhiều như với ông. Lên thì làm với ông mà. À là. Đấy đi qua cho là ngày xưa là đi đây. Vâng. Đấy, đú đây, vẫy như thế đây. 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 Đây là ngày xưa. Vâng. Đây. Đây là cái gầu xong triệu view đấy chú. Ừ, chà. Đây. Vâng. Dạ. Khoai đấy chú. Khoai chuối được. Vâng. Sẵn đi. Mênh mông luôn. Sẵn đi chưa nhổ à? Vâng, cháu chưa. Sẵn đi củ vẫn nhỏ. Củ vẫn nhỏ à? Mít này chú. Ờ đúng rồi. Bác thấy thế nào? Không. Đây là gọi là mới một được một năm thôi. Đây mít là Việt Nam mình. Vâng. Vâng. Chuối sẵn. Dạ. Tuyệt vời chú. Nhiều nó khoai nhiều, khoai cháu để giống cho phát ai xin ở chỗ à, về chồng. Rồi, hơn một quả khoai toàn khoai thì. Vâng. Sẵn sẵn. Sẵn sẵn toàn sẵn. Mới to. Đây, hương dương ấy. Không, cái cây này nó tự mọc chỗ. Năm ngoái có cây. Vâng. Đây. Đây. Vâng. Chủ yếu là mít này. Cháu sang năm nữa thì nghĩ là có mít đấy. Hai năm nữa. Ôi, mỏi chân á. Mới đây đi một đoạn. Cháu đang tính là sau là mua luôn. Khu đất đây luôn. Đây là đất đang mượn chú. Đang mượn gì? Vâng. Mà sao họ đòi đấy? Sao mà họ đòi mình mua lại? À được rồi. Vâng, giờ hiện tại bây giờ đang mượn đất mượn. Vâng. Đây cút. Dạ. Xa. Đây. Củ đậu đây này chú. Vâng. Ăn được rồi. Đây này. Đây. Ôi đây. Đây. Cái nhỏ nhỏ của tôi. Ôi đây. Chú nhìn người cháu như này rồi. Củ đậu quá to. Đất quá tốt. Đấy. Đây một cây này, ra 3-4 củ rồi. Đây. Củ lúi cái này, củ lúi cái này. Củ này. Củ này. Đây. Đấy. Đây, ui giời. Cảnh đi đưa về luôn đã. Ơ, chờ tao phải để cú đi ạ. Đi đưa về luôn đã đây này hả? Ngon chưa? Ui. Nó là sống quá tạp ấy. Nói chung là hai tháng đi là người răng là cú đấu rồi. Nhiều lắm. Đây à, mấy khi có đoàn khách ở trên thủ đô xuống các bạn. Đấy, nhỏ cho mọi người thưởng thức củ đậu. Đây. Ngoài cũng như này mà. Vâng. Đây này. Đây. Đây là người ta gọi là xấu dây tốt củ chú ạ. Đúng không? Đúng không? Trong này mới củ to à? Ngoài không to đâu. Trong đây to hơn à? Vâng. Toàn củ công. Ê. Ba củ là một cân. Đây. Ba củ là một cân. Cảy đi về cháo ăn lắm đấy này. Ăn sống quá lắm. Cái này ăn sống được cái mà. Quên không mang cái cuốc xuống. To quá nhiều không nên. Quá to. Ôi giời ơi. Đưa tao thử cái này. Chú khỏe. Chú thì cái chi nào khỏe. Đây. Giữ mi cho chú có thấy đấy chú đau hết. Vâng. Đây mà. Đây này như củ này chú này. Mà này thạch chè nhá. Vâng. Thạch chè đây. Đây này. Đây. 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 Cặp bá, cặp bá. Ôi giời. Đây. Để đi ra rửa cái tay. Cá đây, cá rồi. Trời ơi, tuyệt vời luôn, đã không có xuống đây. Để đưa xuống. Đưa dưới ngồi chòi ngồi kia. Đây cái phần gà này. Dạ. Cá đây, cá đây. Đây. Rất nhiều đống sạn. Và. Và. Hành hành tây mưa quá. Đấy. Nó cứ nổi lên trên chú. Ừ. Vâng, đầu năm mới các bạn, mới khi có đoàn khách đến thăm chú Quý và bố của Quang Linh cũng như mọi người trên thủ đô xuống cũng thăm. Cà đấy vẫn còn nhiều quả chín này. Đấy. Tí hái chú. Đây chín. Dạ. Đây ăn có hết đâu mà, bán không hết đấy. Ê, hành mưa quá nó kém mà. Nhưng mà xuống kia tí nên hái sau.
xuống dưới ao tí chú. Vâng. Chúng ao ngồi rửa củ đậu, ăn củ đậu đang. Chứ mà sẵn đây là cứ hái cái đó, hái cái đó. Ô, tí nữa chú, tí lên hái. À, tí hái trước. Tí lên hái. Để xuống ao thăm ao cho nó nuôi cá mập. Quá đấy chú, bán chưa bán hết đấy. Vâng. Đất này là quá tốt. Vâng. Cũng cháu thì xa quá không, không ship lên trên lên được. Và không ai cà à? Tí quay lại 2 cà. Dưa chuột ạ. Và dưa chuột đang ra quả rồi. Làm gì đấy? Dưa chuột à? Mùng tơi. Mùng tơi ăn với cà. Đây dưa chuột này. Đang ra quả rồi này chú này. Tầm 1 tuần nữa là ăn được này. Đúng rồi, quả đầy. Còn đây. Như ở Quang Linh vừa vâng đây. Chú này giống Việt Nam không? Giống gì? Vâng, lưới đưa từ Việt Nam sang đấy. Lưới nhá. Vâng. À. Đây này, có quả to tướng này này. Quả quá nhiều lắm. Vâng. Quả đấy. Vâng. Rất đủ. Vâng. Đây, quả nhỏ nhỏ. Quả nhỏ nhỏ này. Chưa quả to. Không cày đi nha mày, cày cày đi 1 tuần nữa mới để đấy coi. À, bởi vì hóa vàng hết rồi, vâng. hóa đầy đấy. Tại đó. Đây quả nhỏ nhỏ này 1 tuần ăn được này chú này. Những quả như này. Nệ đi tìm chưa có quả nào ăn được em ạ. Vâng. Chưa có. Đi về 1 tuần nữa. 1 tuần nữa. Nhiều đấy. 1 tuần nữa đi vô đây mà. Buổi tối ở đây là vịt trời mới là chim mới về nó kêu. Nhiều lắm. Vâng, chiều chiều đến kìa. Vịt trời, chim trời. Chim trời, vịt trời. Ai rồi. Đây đây rửa củ đậu đây này. Rửa ngoài thủy điện này. Bắt cái ná đi. Đưa xuống chìm luôn nhỉ. Dựa chà, tôi quá tuyệt vời. Và đây đây, dùng bí đây, dùng bí ở Việt Nam đây. Cháu trồng quanh bờ ao luôn. Ờ đúng rồi. Mấy chục cây. Đúng rồi. Công nhận đó. Và công nhận là ao đẹp. Ao đẹp với thứ hai mình trồng hồi nữa chứ, tí nữa chứ. Tí tao bắt chứ. Hả? Ao này rau già. Bắt 2 câu. Bắt nửa câu được chú ạ. Trong nghĩ là bắt hơi khó. Bắt hơi khó thì câu chưa câu bao giờ? Chưa câu bao giờ. Anh nhà trôi. Nhà trôi mặt mẹ hê. Đang thi công giả thì đi trồng ngô nên là chưa công trình vẫn còn đang giả giang chưa xong. Tết cho về cho mình đưa cái lưới vét sang. Không, nhưng mà kỉnh là phải đắp lên nữa chứ có hàn chọt, chọt là hơn nhảy đó hề. Không. Nhảy đó. Không nhảy. Đây được chắc đồng đây bên này chỉ có cá rô phi làm gì có cá gì. Có phải như cái cá chấm, cá trôi như Việt Nam mình đâu mà nhảy. Riêng cái, riêng nuôi cả rô phi mà kỉnh đi nữa. Vâng. Là khoảng 1 năm là phải như trụ luôn. Vâng. Không phải là chuyện bình thường mà. Đấy. Đây là nhớ cái gò suối, có suối, có suối với đất đen rồi đây. Ta đi một luôn đa ta cứ hay đi một đất đen rồi chờ. Nhưng mà đất đen này đất đen sót chỗ. Sót á? Vâng, sót. Ngô trồng đất đen này kém. À. Vâng. Đất đen này trồng kém. Vâng. Đang mà ta vừa mua đất đen về là trồng rau hề. Vâng. Trồng rau được không? Rau trồi không? Trồng rau bình thường. Cả chiều đây nó ngồi cấu. Dạ. Ngồi ăn đặc biệt thì đông vẫn là sáng kiến đó ơi. Dạ. Vẫn sáng kiến đó. Mà đang kiến ao yếc chứ làm cái đó đi là được. Vâng. Ừ, mát. Cháu đã làm dở đấy là thưng xong đâu. Vâng, chưa thưng xong. Cái này đốn nó bây giờ nó sống. Vâng, còn được cái chứ, vâng. Còn được. Sống ở đây, cây sống ở đây. Đây này. Vâng, cái cây này cắm nước mà nó sống. Ờ, cắm được sống ở đây. Đặc biệt đi. Như cây khế ấy nhỉ? Vâng. Không. Nhìn gương mê. Nhìn mênh mông gì. Mênh mông. Chà. Ngọt quá. Ăn cù nữa tôi gọi lên nó cả ngày đấy chứ nữa. Nó đến mai. Ra đây đây. Chà, trời. Ao. Em mới thả được cá rô phi. Cá rô phi. Cá rô phi. Chưa được mua được giống. À mới được cái cá chép. Chép Việt Nam mình luôn. Vâng. Chà, Linh Philip cho cái cá chép. Đấy. Dạ. Sẵn mênh mông hề. Đừng đây nhìn mênh mông hề. Dạ. Đưa cái mà bay lên mà xem. Vâng. Đấy. Chú Trinh đây. Ăn quà cù đầu thôi. Ăn quà cù đầu thôi. Ngon hề. Vỡ ra nó tự vỡ mà. Luôn. Ừ, chà, chú Trinh mà ăn quà nữa thì nó đến mãi. Ngọt không? Ngọt chi? Ăn đi, tí ta ăn. Bảo nãy chú Quý. Không, thì tí nữa, tay đang bẩn lắm. Đi về nhà. Hôm nay ăn thôi. Ừ. Tay đang bẩn. Đầu trọng như... Tôi thì ăn chà, quan trọng như ngon đây. Đâu đi đầu đông bao lũ đi mà ngon à.
Ăn mạt đi. Ngoặt đi cháu đấy. Nói ăn đi. Đây là Hùng cơ can này. Ăn đi. Sao môi này cong tấn đi. Đúng rồi. Da thịt thằng đi tốt. Cho nên trống cây gì tốt. Anh không ăn. Anh nhẹ trồng được mà khách thì khứa đi ăn đi mày. Này, nhìn lôi này. Đây, lôi này, củ xinh xinh này. Người to đánh phải ăn miếng nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Mà, Điệp đây là cháu của đâu à? Vâng, cháu. À, chứ đúng cái nhìn tổ đây. Giống cu đầu ấy. Ngon không? Ngon. Ngọt hề. Ngọt. Nhỏ nhưng có võ. Ăn thì đi tốt. Mát. Bữa trưa này cái gì nấu cơm nữa. Em chỉ thích ăn xào thôi. Đậu xào ngon mà. Xào á? Xào ngon lắm. Đúng rồi. Mỗi khi mà làm thì dừng ấy. Vâng. Nếu mà có đầu đi này. Vâng. Là ăn no cả ngày luôn. Vâng. Không, ăn được cả ngày mà. Rất ngon. Nhưng mà nhìn cô to thì. Đi, nhìn đi cô đi. Anh về đâu? Răng anh nó bị hố. À. À đúng rồi. Đang đi. Anh hỏi em à. Nói anh hỏi em. À, đúng. Mấy năm nữa thì sao hồ. Sao cái thịt đây? Mít nữa hay. Nó trong mít này. Mít đây này phải vài năm nữa chứ. Ừ. Cái này phải chắc tầm 3 năm nữa. Đi thẳng đường này lên. À tí lên hai cà hay. Ừ. Đi lên hai cà chứ. Ừ. Vâng. Thôi, đi hai cái. Đi hai cái. Ừ. Ôi đây. Thẳng đi vào trong tha hồ hề. Vâng. Cháu chủ yếu là... Mà mình dắt bằng nửa hay là trống bằng chí? Dắt bằng củi đi phải không? Vâng. Dắt bằng củi nhỉ? Vâng, dắt bằng củi. À. Sau là củ là chia cho người dân. Cây phát triển cho mọi người về trong bản. Cháu. Đúng á. Chả ngô gì. Vâng. Ở dưới thì hơi kém tí. Ở dưới đây là vì do đất. Đất nó chua. Chua với hai nước. Vâng. Cái thằng ngôi nước nhiều quả cũng hợp với này. Vâng. Mấy là gì là đẹp rồi. Vâng. Ừ. Gọi là tầm tạm chứ. Ừ. Không đẹp đó. Cái như mười trống á mà. Vâng. Ừ. Chẳng như khả năng có cú đấy chứ nữa. Cú nổi lên rồi chứ. Ê. Ê. Cú nổi lên đi. Ừ. Ừ. Chà. Đây này. Toàn cú này. Đây. Đó là cú này. Vâng. Nổi lên rồi. Đập này. Đây. Cú. Cú to. Ăn cú đầu ạ. Mới nồi. Đặc biệt thế này. Vâng. Đi mỏi chân mẹ. Tao đi mỏi chân. Tối phải đau chân cho con gái bóp tí chứ. Mình phải ấy chứ. Mình phải làm nũng con gái tí chứ. Ui. Tao đau chân lắm mày ơi. Mày ơi. Tao đau chân lắm. Mùng tơi chứ. À, đi mùng tơi chứ. Hay mùng tơi về nấu canh chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây. Trời, tao hái ít mùng tơi về nấu canh này. Tao ở trên nữa. Tao ở trên nữa mà đi kiếm được mì lá thì về là coi như mì con tôm ra xong đấy. Nhưng mà không có. Thế không có. Đây này. Ở đây. Câu ngọn này. Là tô đi mà. Là mình hái. À chứ, hay là chú hái bắt đầu về đưa về trên đấy. Ừ. Câu ngọn chứ. Đây như này nói mày bán đi thôi chứ chủ thì chủ ăn của mày ít thôi. Cũng ăn vô lắm. Đây này. Ừ. Lá to ơi. Lá to mà dày ấy. Hai đọt. Hai đọt à? Vâng. Hai đọt mà ăn chứ. Chứ không phải hai lá. Vâng. Lá giờ thì lá to dày thì ngon chứ. Đây là mùng tơi. Mùng tơi. Organic chứ. Ừ, organic đấy đúng đấy. 100% organic. Phân dê không? À, phân dê không về. Phân dê không? Phân dê không? Cái này ăn tốt. Vâng. Đi. Đây phân dê này, dê là nguyên cả phân đây này. Em bóc rồi, em bóc xem nào. Hả? Có gì đâu. Ờ. Organic. Đây. Chị Khoai. Phân dê này giống như sòi đấy chứ. Hai cà ở trên. Bây giờ. Đây chị Khoai. Bố xuống này, con trai chị Khoai thật. Chú kia. Hả? Chị bị rau mớn mờn luôn đi. Đây. Chà trời ơi. Rau này. Chà, rau này mừng ăn thì ăn rau chi được mấy. Rau sạch. Rau sạch chứ. Organic. Chắc chứ xuống.
các cái xuồng nhìn đi mà rau bây giờ bị chi là ngập nhà ấy. Chú đi ra mà trong mắt như này mà. Đấy, toàn ăn rau sạch. Ở trên thì có mà. Ở trên nhà mình có đâu. Có thật mà. Thì lấy đâu ra? Ở đây thì lấy thừa mà ở trên là lính cỏ. Thế. Chú hãy có chứ. Đem về đây. Ủa cần nước chê. Phân dê đây. Đây phân dê đang nguyên đây này. Đánh đường mấy trăm cái số xuống đi tham quan chứ. Đúng rồi. Bỏ cái xoạt này, hái cho bỏ cái xoạt này. Cái này là công thức của bà ông bỏ ra đình nhiều lắm. Chứ không phải là chuyện đơn giản mà. Hái cho bỏ cái xoạt này. Đi vào này. Này bỏ lên. Hái cho bố thì hái nhiều nhiều tí. Hái đừng nắm, đứng nắm trời ngắm đất đi. Nhiều chứ. Con dễ đi đi. Con dễ đi, đồng ý. Con dê của cụ. Con dê cụ. Dê đi là không phải là dê nữa. Này. Dê đi dê cỏ. Dê cỏ à? Chứ không dê lai. Đấy, chú gọi là dê organic. Dê organic. Đây. Đặc biệt thì lạ như kiểu là cành quạt ấy. Lạ như cái gọi là nếu mà dùng... Như quạt mó đó. Dùng gọi là biện pháp nhân hóa và lá to như cái lá sen. Đấy. Nhà tôi thì cái lá ba cái lá này nó đủ nồi canh. Đấy, đúng không chú? Cái là tôi thì cả đời là không biết nói phét. Cái rửa chứ, cỏ đông tôi nói rửa chứ. Chứ nói phét chẳng nói được. Mà công nhận mùng tơi mà nấu canh tôm thì nói chi được. Dâu tôm nấu với mùng tơi ruột bầu à. Trồng chan vào húp gần cả nhà khen ngon. Cả nhà khen ngon. Còn mấy đứa trẻ con trồng chan vào húp thì nó chan cái gì? Này cái đi càng ngắt ngắt cái đi càng ngắt đọt là từng buôn lên từng đứa giống bao lú này. Dạ. Ngắt đọt đi, ngắt đọt đi. Ngắt đọt càng lên nhiều. Vâng. Bấm đọt đi. Mà ăn cái đọt thì phải ngon. Cháu là mấy anh tổ trưởng ở đây này cho ăn rau là xanh hết cái ruộng luôn. Vạch áo này nè, bụi này anh lấy xanh hết. Qua chỉ là trông xanh đây mà chưa cỏ đi, nó xanh. Nhưng mà đến đây nhìn thấy nhiều quả đâu quý vị. Nhìn thấy toàn tiền không? Đúng là toàn tiền không? Toàn tiền ở đây. Ở đây vừa trong nhà rồi dưới đây thích cá đi. Vâng. Thích cá pháo. Thôi được rồi, được rồi, dạ? Được rồi, được rồi, được rồi. Nó trên này. Hả? Nó lên nó này luôn. À lên coi coi khoai hề. Vâng. Làm 2 cá gì? Đường này luôn. Đường này thắng luôn. Đường này. Đường nào cũng đi được chú. Chà, đồng bào luống còn không còn ngoài chứ bằng khoai với thật này. Dạ. Khoai. Khoai minh mống gì. Nói thật sự mà nếu mà đi cái trang trại của đồng bào lú là phải quẹt một ngày vậy ạ. Nếu thắng mà chân khỏe thì phải đi ngáy đấy chứ không phải chuyện đùa. Đi cho thịt. Toàn quá này, quá này chú. Toàn quá thôi. Nếu có sót này, ta có đưa sót đấy. Hải cá, hải cá, hải cá. Hải cá đây luôn đây này. Ui, cá đi. Cá đánh cá ngon nó đi thôi mà. Đây. Chào. Thôi cứ tống vào hết sọt này chú. Ăn bát cơm là coi như là ba quả chứ mấy. Vâng. Chà. Đúng rồi, hải thằng muốn ra từng nơi. Vâng. Tàn rồi mấy nữa nó nảy lên lại ra tiếp này. Cái bữa ta thấy người rồi huông bu lên mà. Vâng. Thu hoạch bán bao lần rồi đấy chú? Chưa. Rồi cả này. Cho nên mấy cái bá này, xuống đây là trông cá chứ, gặp cá đây đây. Ôi! Cá đây, cá ngon đây đây. Cá nhiều lắm. Đây, hải đi. Hải đi thôi. Hải đi bây giờ. Hải bây giờ. Nhiều lắm chú. Nhiều hề. Mấy nơi cây này mọng lên nó ra tiếp này. Không phải không nhỏ đi đâu chú. Hẳn rụng xuống nhé. Vâng. Cứ để đi chứ. Để đây thế. Để đi. Hẳn giống kiểu mà cá chua cứu đây. Vâng. Ở đây đất đi vẫn trồng được cá chua cứu đó. Vâng. Cá chua đấy. Cứu nhỏ nhỏ đó. Cá cứu đấy. Nói chung là nhất đông bao lũ đó. Hey. Đông bao lũ đây đặc biệt đấy chứ nữa. Yeah. Cá đúng mà mình mọc như hoa hề. Hey. Quay đúng như hoa hề. Hey. Thế mà nhìn quay thôi. Hey. Đúng như hoa. Dạ. Yeah. Đà hề. Hey. Mới sổ em sọng một tần ạ. Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Để xuống này. Quế trầm ruộng á hề. Nó ra như hoa này. Ờ, nó như hoa luôn. Cá như hoa. Toàn cá. Tất cả là cá. Lấy cái điện thoại mà quay về tên mà khoe bây ạ. Cá chứ cá nhiều quá đi thôi mà. Ờ, cá này. Chà. Đây đây. Ui. Chà, ui cá bây này. Về tối về khoe cho cô Niệu. Ờ. Ngồi cái gì ngoài đó quá hề, về khoe mẹ tới đây. Đấy, đấy nhiều như kiểu mà... Ờ, tôi đi qua không? Hôm nay hơi có nhiều quả, hơi chín. Hôm nay để được mua đi hải ca. Đấy. Không, ừ, được, hôm nay là được mua bùng như hoa luôn này. Hoa như hoa luôn. Hey. Hoa, đây, quả đây. Hải đi chú, đừng bên kia. Hải. Không, hải mà ăn đi, củi. Củi cho bùng nhỏ đi, tao bùng to đi, tao đang hải. Chà. Cả... Nó không, nó không cắn đâu. Bây giờ xuống đây anh Đông Bao lũ cho hải thoải mái với mấy cái hải này thôi. Như hoa à hì. Về xong là để các bác ấy làm quà với cả... Ờ đó 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 đó. Anh chị em ở trên Lunda. Đúng đúng rồi đúng rồi. Rau mùng tơi. Cái thứ hai là giới thiệu sản phẩm sau là mình cứ gửi xe lên thôi. Ờ gửi xe lên. Cháu gửi xe thôi. Gọi là quảng cáo mà. Quảng cáo. Quảng cáo hàng cá đấy. Không những cái giống cá này vừa mồm hết. Quả to cũng vừa đấy. Này. Quả này mà... Quả này. Được. Nhiều lắm. Nhiều cả nhiều hê. Mai cháu cho mọi người hái tống cho vào bao. Hả? Hả? Để mai cho mọi người hái, mai hết một lần luôn. Mai cho dân hải đi. Vâng. Hải tổng mua bao đi. Đưa là mùng 3 đi tiền nó chờ lên đấy. Vâng. Ờ cá bì nữa. Để mai cho hái một lần luôn. Hôm nay không ai đi. Ông chứ mà ngày mai nhà chủ về thì coi như nhà chủ phải đưa về một ít để ăn rồi chứ. Vâng. Đây. Đây đưa về đây. Ờ. Đây. Nhưng mà ngày mai bây giờ lên ở đây cũng mọi người cướp té coi như cho ăn có ăn rồi đây. Hả? Cho phải chắc chắn chứ. Đây. Cứ phải chắc như cục gạch. Chú Bí nhỉ? Ờ. Các cụ bảo đấy, cứ phải chắc như cục gạch. Ừ. Mèo cũng ra tham dự trong buổi hai ca hôm nay của đoàn khách chúng tôi. Ờ. Thì đây là bạn mèo mướp đến từ bản thị trấn. Bản đôn hay bản chi? Mèo dậy muộn nhưng ra sau. Ra sau. Đấy, vừa mới dậy. Đây. Đấy chưa? Con mèo đi coi dùng con mèo của tiền ơi, giả không biết. Ở đây. Có chó. À chó. Oa, chó chi chi quay cho về dùng con mèo quá. Rắc bún nữa chứ. Mèo hiền thân thiện vậy mà. Như chủ. Mèo. Rồi. À, chắc xuống xe này, mèo ở trang trại chắc là mèo chơi với chó rồi. Đây, cõng nhau đi chơi này. Đây. Đấy, nói con nơi điều rồi. Đây. Chó hơn ghẻ ghẹt mèo. Không, chó thì chơi với mèo mà. Ờ. Đấy. Đấy kia. Đây cõng em đi chơi này. Đấy. Mèo chơi với chó mà. Kìa, cá này. Đây. Ôi chà cá. Đấy, có cắn không? Nó thì cá. Nó cắn chơi, cắn vui. Thì cá vàng vàng đấy là cá giá. Quả vàng vàng là quả giá. Là quả giá mà. Cũng để giống. Cũng đâu chỗ nào quả nào đó chú. Giá để giống. Giá để giống này. Vâng. Để cho rụng rượt trưởng sau từ mọc lên này. Cháu đang tính là sau này còn có làm giống gà nữa kìa. Ừ. Cá giống. Kìa. Nó chẳng vứt được quả nào chú. Chứ quả nào chuột ăn thì vứt đi này. Cá mà giống như nhiều mà. Dạ. Cá mới giống như kiểu mà cá hoang này. Cá mình trồng nhiều quả chứ, nhiều quả ăn không hết chứ. Nhìn giống kiểu mà... Kiếp thật. Ê, đấy, chó ăn củ đậu đấy. Cá hoang củ đậu dại. À, nhiều quả chứ. Nhiều chứ. Mình mùng. À chú đưa mấy quả này về không? Làm cái thau xong rồi bỏ ra để giống. Để giống à, để trồng. Để trồng à? Vâng. Mà chim mà... Bắt là cái thau là nó nảy lên mà. Là hạt từ lên à? Từ lên cây lên. Là cái quả vàng này này. À, quả vàng gì? Lên nhanh cây. À rồi tao bắt một ít quả vàng. Đây. Vậy tao bò trong cái chậu đây. Vâng. Cái thau thau nào thau rách đi. Thau rách chứ. Gió nó ăn củ đậu. Quả à, đúng rồi, người ta để giống nó để bằng những cái gì lắm. Hai nữa đi chú. Hai chứ, hai mạnh vào chứ. Từ từ em, vợ hai vợ chồng. Ôi, mấy khi xuống dưới này thì chà trời, ngoài rắn gọi chi bằng cà. Cà hả? Ở tao thấy trên nhà có mà. Ô bọn cháu nhà ăn khiếp rồi. Ăn khiếp à? Là ăn muối chuối à? Chứ phải ăn cà cái nữa à? Suốt ngày cứ cà, sáng cà, trưa cà. Ăn muối chuối mới ngon. Vâng. Ăn muối chuối mới giòn. Châm ruột thôi. Châm ruột ăn. À,
Còn cái giá để cho nó mọc lên này. Để cho nó rụng xuống mọc cả đấy. Đúng không? Đấy. Mình về tìa ra chứ. Đây là mục sở thị đúng không em? Tận mắt đấy. Mắt thấy này. Tay sờ này. Sờ này. Đúng không? Đấy. Đấy. Hôm nay là đây, hôm nay là tay nghe này, mắt thấy tay sờ. Tay sờ này. Mồm ăn. Mồm ăn. Toàn cá không. Khách mình nói phải chơi cái đây bản... tôi nuôi thì ấy trước khi dặn là khi nào có khách đến là kể cả từ mèo nó vào trong nhà ngủ cũng phải dậy. Đấy. Thân thiện này. Mắt thấy ba đồ này. Mèo organic, động ăn đồ sạch. Hiểu về. Nó cắn đâu? Bê cái kì. Cái máy của bố mất rồi con. À con này đi. Ông hái nữa chú. Thôi đừng nữa, tôi nhiều quả đấy. Chán rồi. Chán đấy. À về hái bầu nữa để mai về đưa để anh Khanh nhá. Ui giời. Ai thế? Mấy khi ơi. Ôi. Ai. Cái đầu nhỏ nhỏ đấy mà cụ tố Huy dạ hey. Đông bao lúa ạ à? Dạ đất ni rất hợp với cô đầu vàng cháu nghĩ hợp với đầu đấy cho nên là cái trống đầu vâng. Đầu tô thật nói chung thì trồng cái cây gì bảo bán cho người dân bên này mới là hay chứ vâng. Việt Nam mình thì nói chung là ít thôi, nhiều quá rồi cũng không tiêu thụ hết, nó không bền. Chà, còn có bầu giống cái ổ chi đâu ấy. Dạ. Qua bầu đò là bầu giống cái chi đấy. Chưa? Vâng. Còn có bi đò đi. Bi ngô đấy chú. To hơi. Vâng. Chà. Thì các hái thì chú quả đưa về trên, mọi người đưa về trên thành phố. Ờ. Nhưng mà để giống cái đông. Dạ. Để giống đi. Ui, giống nhiều mà chú. Hạt nhiều. Nhưng mà cái này càng chín càng ngon đấy đâu này. Vâng. Nấu chè ngon. Nấu cháo đi, nấu chè, nấu cháo. Nấu chè đấy. Đến đây cái chim muốn lấy gì hay? Hả? Dạ. Cái chim muốn hại. Tai nghe. Mắt thấy. Mắt thấy. Tay sờ. Tay sờ. Mồm ăn. Hả? Vâng. Là cụ đầu chứ cái chi nữa. Đúng rồi. Chà thằng này mà cứ khoảng 3 năm nữa thì tha hồ mít. Vâng. Mít tha hồ. Mít với ổi chú. Nhất là mít với ổi. Cho trồng nhiều lắm, cho trồng cả hàng mấy trăm cây đi. Bờ ao mấy chục cây này, thằng dễ trồng mấy chục cây này. À không đến mấy trăm đâu, hàng trăm cây. Đưa ở Việt Nam sang à? Vâng. Trồng mít đưa Việt Nam sang à? Đưa hạt sang à? Hè năm ngoái cho đưa hạt ở Việt Nam sang. À. Con chú ươm vào bầu. Con cao 20 phân cho ăn cho trồng. Ừ. Đây mấy cây này là to rồi chú này. Vậy. Ở ngoài cái nông trại ngoài cũng đẹp cơ. Không, cái này nhanh to thôi mà. Đất đi tốt thì nhanh to. Dạ. Vài năm nữa thì mới tha hồ. Tha hồ người dân hãy vâng. Thu hoạch cha tao mỏi chân rủ vậy hãy thì phải bảo ơi hái cầu bầu non đưa về để cho mai mọi người chú quý đưa về trên thành phố hả đây này. Hái bầu mở cái nắp cốp luôn ra ừ giờ hái luôn mà thế không giờ hái cho chú quý đi. Đấy là vợ chồng em này. Bên dàn bầu non này. Những quả này mới ngon này này. Chà trời. Quả non này này. Non non ngon ngon. Đấy. Để ok các bạn thì vừa rồi đưa chú quý. Ơ chà. Đi đưa chú quý này. Với mọi người quá nhỏ. Ơ chà. Đi thăm mà. Ô chà bị không chứ chú có mấy tao hải qua khác chứ. Đi thăm mà. Thăm vườn bầu. Ấy chứ hải nữa chứ. Hái ít để cho các chú đưa về trên thành phố đây thủ đô làm quà. Làm quà cho bà con. Đấy. Bà con người Việt. Người Việt người Việt là ừ chà. Không, vì là coi như là làm quà xong rồi là sắt lên, sắt phơi lên. Không, phơi bắt đầu cháo thịt ăn. Nhiều quả, nhiều quả. Hôm nay là ngày Tết của người dân bên đây các bạn. Nên các bác tổ trưởng của nhóm này đi.
tiền công cho tiền công nhận là hơi buồn một chút thôi. Tiền công nhận là ở thành phố của tiền ở thành phố là bấu bì nhiều quá. Chứ nhiều khi không biết ăn. À, cũng không biết là chúng xuống đột xuất nên là cũng không có gì để sắp xếp cả. Cho chủ quà mà. Cứ đến này về cho cắt ở trong video. Thấy chưa? Phải nói là chụp với đồng bào lũ ấy, nói chung là cũng là tâm cơ khoảng chú cháu mình, tâm cơ khoảng 3 năm rồi hề. Vâng. 3 năm rồi coi như hôm nay mới gặp lại đấy. Phải nói là xuống chăm trang trại. Vâng. Phải nói là quá tuyệt vời. Vâng, chú. Đấy. Thì chủ thì thế này. Dạ. Cũng là có một cái món quà. Món quà đi. Món quà thì gọi là coi như... Đấy, mong bảo là xe quà cái gì chú. Ê, mà hãy bảo vệ tí anh đưa về. Để chứ mẹ. Bị kè nù á, bị kè nù như thế này. Bị kè nù mới ngon. Bị nói lần lần lần. Rồi này. Nó nhỏ. Nó bảo quán này nhỏ, quán này bé. Món quà của bà con hơi nhiều đi. Dạ. Không có gì đâu. Không, nhiều nhiều. Cá bấu bí nhiều. Thì nói chung là hôm nay thì dân Tết, dân đi làm đúng không? Vâng. Mai phải đi làm thì chú có cái món quà là coi như chú có 50.000. Tiền để coi như là mai là đông gửi cho bà con. Thôi chú không. Không. Mai cho bà. Cái mai cho bà ý đi đông mới cấm chứ. Không. Của người dân mà. Của người dân. Chứ không phải là của đông. Ê, mang tiền là của đông nhưng mà là của người dân. Là chủ có cái món quà. Là thay mặt cho những người đến Luanda. Vâng. Hiểu chưa? Thì đến coi như là mai là cháu đưa 50.000. Nhiều quá. Không, 50.000 là đưa bằng nhiều là đúng thôi, vì nhà chủ hải cá nhiều rồi đúng không? Đáng cái số này chỉ hả? Đáng cái số này chỉ 20 thôi. 20 à? Đây là chủ cho thêm. Tiền nhiều mà. Cảm ơn nhé. Dạ. Tiền nhiều. Lo chi ấy. Tiền nhiều. Hai giờ chú mới gõ cà. Nhá coi ngoài chứ. Bây giờ mới gõ bầu các bạn ạ. Chú cho 50.000 mai cho người dân. Thì có thể mai cho vào cho nói mọi người. Rồi, ok nhá. Mai mừng tuổi mọi người. Đây là gồm có anh Kinh là một ạ. Dạ. Là chú Giáp. Chú Giáp. Chú Giáp. Cháu cảm ơn. Nhiều người quả chứ coi như là tên tuổi chứ mình nhiều khi lãng quên. Đoàn là đấy. Ok cho bạn. Còn mà thay mặt đoàn thì là chủ là thay mặt đoàn. Được, vâng. Rất cảm ơn đông với bà con. Quý bố ở Quảng Ninh và tất cả bạn của chú ở trên thành phố, thủ đô xuống chứ người. Ok ok. Xuống này. Rồi thôi. Mấy quả bao mình. Rồi. Lời quá rồi chú. Dạ vâng. Ok. Chắc rồi. Nhá. Dạ vâng. Rất là cảm ơn đông với bảo nhá. Anh em đây. Đấy cảm ơn nhá. Vâng. Đó. Ôi xe hết hơi rồi. Hết hơi rồi. À là hồi chạy ra về xịt rồi. Không chạy về vừa điệp. Ừ. Vâng. Chạy về luôn nấp. Chạy về luôn chạy được chạy kịp. Chất cá đã che khác đi. Không sao đâu. Chạy kịp đi. Mọi người lùi trước đi cháu lùi sau. Chứ mà chất cá đã che khác. Vâng, để xe lại được. Đây. Ôi giời. Không có nấm sợi cuông. Cá nhiều quá. Mai chứ là thầy rồi, mai chứ là chạy cá nhiều quá. Ê. Cá nhiều quá lụm rồi sao. Vâng. Rồi ok nha bạn đi. Như vừa rồi mình nói là hôm nay có đoàn khách chú Quý cũng bố của Quang Ninh cũng cho ăn cô chú các anh các chị xuống thăm nông trại thì có hai một ít là thực phẩm vì hôm nay ngày Tết ngày nghỉ của mọi người đi. Các bác tổ trưởng không ai đi đúng không? Cũng hai một chút thực phẩm để gửi tặng các cô các chú anh chị thì mọi người cũng gửi tặng lại người dân 50.000 quan gia thì có gì thì ngày mai anh em mình sẽ vào gửi tặng mọi người sau nha các bạn. Thì video này anh em mình xin phép dừng lại đây. Các bạn thấy video hay nhớ với anh chị một like một chia sẻ với kênh đồng bào nổi với nóc cuộc sống để tôi phi để ủng hộ anh em mình thêm nhiều động lực nha. Video hay cũng giúp đỡ nhiều người khó khăn để trên mình nước phi nha các bạn. Chào các bạn. Rồi chào các bạn. Dạ. Các bạn nhá. Ok đấy, chào các bạn. Cháu phóng xe về xe về thùng nốt rồi. Đây. Dạ. Vâng. Ôi giời. Đấy. Cái này nồi quá đây. Hái không mọi người có mấy quả bầu cũng như ít cà mà các chú lại gửi tặng bà con 50.000. Đấy, 50.000 quan ra này mai mình bảo vào sẽ nói mọi người cũng như ngày đầu năm thì có gì thì gửi nọc đầu năm cho mọi người luôn. Đấy, bây giờ phải về các bạn, xe hết hơi rồi. Đi, năm mới xe hết hơi rồi. Đi bảo ơi, nhanh đi. Đủ chạy ra ngoài thị trấn không này. Chạy được đấy. Xe ngày mai.